hôm nay thì bắt đầu đã vào thu rồi, nhưng mà thật ra không khí buổi họp báo rất là nóng, rất là đông đúc. Tôi rất là ngạc nhiên, một cái buổi họp báo tề tụ được rất là nhiều về báo chí và các nhà thiết kế, tất cả mọi người quan tâm đến sự kiện này có mặt đông đủ đây như vậy. Đây là lần đầu tiên tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam về đến với Hà Nội. Chúng tôi những người làm báo rất là quan tâm đến sự kiện này. Đây cũng là lần đầu tiên mà chúng tôi có thể tác nghiệp trong một cái sự kiện thời trang mang tính quốc tế rất là lớn, rất là chuyên nghiệp. Mọi lần thì toàn tổ chức ở Sài Gòn thôi. Rất là tiếc vì không được vào tham gia, nhưng năm nay đặc biệt là được tổ chức ở ngoài Hà Nội nên chúng mình có cơ hội được tham gia trực tiếp xem những bộ thiết kế của các nhà thiết kế. Sẽ mang lại cái nhìn mới về thời trang cho ngành công nghiệp nước nhà. Chào tất cả quý vị khách quý, các đại diện cơ quan báo chí, các chị nhà báo phóng viên đã đến với buổi họp báo ra mắt tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week Thu Đông 2016 sẽ được diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Châu đang cảm thấy rất là vui bởi vì sắp tới đây mình sẽ được diễn trên một sàn diễn rất là lớn và mang tính chuyên nghiệp rất là cao. Và lần này Châu sẽ là người mở màn cho tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam tại Hà Nội. Châu sẽ cố gắng thật là tốt để mà mình có thể hoàn thành trách nhiệm mở màn Fashion Week một cách tốt nhất. Ba năm trước, chúng tôi lại bắt đầu ở Việt Nam International Fashion Week ở thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là lần đầu tiên chúng tôi đặt chân đến thủ đô Hà Nội. Nhưng có lẽ lần này đến với thủ đô Hà Nội, Việt Nam International Fashion Week có một sứ mệnh đặc biệt hơn, bởi vì các tuần lễ thời trang trên các nước thì đều được tổ chức tại thủ đô. Vì vậy, chúng tôi rất là mong sẽ nhận được sự ủng hộ và yêu mến của khán giả cũng như các anh chị báo chí phóng viên sẽ ủng hộ chúng tôi để chúng tôi sẽ có một mùa Việt Nam International Fashion Week Thu Đông lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô thật thành công, tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam là một cái sự kiện thời trang được tổ chức rất là chuyên nghiệp và mang tính quốc tế rất là cao. Tôi cảm thấy rất là vui được tham gia vào cái hoạt động này, tại vì đó cũng là góp một phần vào cái việc cùng với thời trang Việt Nam hội nhập vào thời trang quốc tế. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến thương hiệu thời trang và kim cương cao cấp P&J đã đồng hành và tài trợ cùng chúng tôi trong cuộc thi này. Và tôi xin tuyên bố nhà thiết kế giành giải chiến thắng và là quán quân đầu tiên của cuộc thi nhà thiết kế tài năng Việt Nam, Việt Nam Emerging Designers, nằm trong khuôn khổ của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week lần đầu tiên. Xin chúc mừng nhà thiết kế Ngọc Lệ. Tôi rất là lấy làm ngạc nhiên vì là lần đầu tiên tổ chức cuộc thi để tìm kiếm nhà thiết kế tài năng, cũng đã thu hút được sự quan tâm và sự tham gia của rất là nhiều nhà thiết kế trẻ và có tài. Chúng tôi rất là đón chờ những cái ngày diễn ra cái tuần lễ thời trang này để chúng tôi có thể chiêm ngưỡng được những bộ trang phục, những bộ sưu tập thu đông rất là đẹp, rất là chất lượng. Tôi xin chúc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam tổ chức thành công ở Hà Nội.